We name it after your name. Yes. Thank you so much for the vibe. Ủa nhiêu đây đâu có nhiêu học sinh đâu ta, nó ra hướng nào nữa. À nó ra bên kia nữa kìa. Nó ra bên kia rồi, nó ra bên office bên này. Đi ra xong rồi đi vô. Ồ làm có phơi giờ. Tắt làm xong rồi chờ đi vô. Chắc chị Jennifer ra bên cái office bên cái xe bus á. Bên cái hướng xe bus nó đợi nó thả học sinh á. Chị Jennifer bây giờ chắc đang học đàn ở bên đó, không thấy đây. Giờ không thấy chị. Đây là cái chương trình phòng cháy chữa cháy của trường, chắc một tháng nó làm một lần á. Alarm báo cho học sinh đi ra xong rồi tắt alarm cho học sinh đi vô. Ok. Bye.